Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay, Lina muốn chia sẻ với anh chị cái bí kíp làm sao anh chị có thể có được một cái công thức để giúp cho anh chị luôn có một cái làn da căng bóng mịn và tràn đầy năng lượng tràn đầy sức sống. anh chị có đồng ý với Lina là nước là vô cùng quan trọng đối với cơ thể của mình không chúng ta có thể là nhịn ăn hai tháng nhưng mà chúng ta lại không có thể nhịn uống hai ngày anh chị có bao giờ thử nhịn uống nước chưa nên nước đó, nó đóng cái vai trò rất là rất là quan trọng cho cái cơ thể của mình nước giúp cho cái cơ thể của mình đó là thải độc tố giúp cho cái cơ thể của mình vận chuyển tất cả những cái chất dinh dưỡng để đi nuôi hàng tỷ cái tế bào trong cái cơ thể của mình và quan trọng hơn nữa đó là nó sẽ bôi trơn cho những cái các khớp xương của mình đó anh chị và nó giúp cho chị cân bằng cái hệ máu huyết bên trong cơ thể của mình nên chúng ta cần phải biết cái công thức uống nước á à, sau đây á nó giúp cho cái cơ thể của mình là làm sao mình có một cái cơ thể nè săn chắc nè đẹp nè cực kỳ năng lượng nè và làm có một cái làn da rất là sáng và bóng và căng phải không thì chúng ta cần phải uống nước theo đúng cái phương thức nó gọi là 3d ha 3d thì cái cái đê đầu tiên á là D đầu tiên là uống đúng khi mà anh chị uống nước á, chẳng hạn giống như là à, thì nào không có ly nước ở đây chẳng hạn như anh chị ngậm ngậm nước vô phải không cái tác động nên chị cần phải làm á là phùng cái má mình lên yeah. phải không là cái dây thần kinh ở bên trong cái má của mình đó nó mới rung động rồi nó mới báo với cái dây thần kinh trên não á là cho một cái dấu hiệu á là cho toàn bộ cái tế bào trong cái cơ thể của mình nè à, thức dậy để chi đón nhận nước cho nên khi mà chúng ta làm cái động tác vậy đó thì cái tế bào nó sẽ bắt đầu chi đón nhận nước vào anh chị cho nên chúng ta tránh cái trường hợp là à, uống nước thẳng cấp chẳng hạn như có nhiều anh chị á, khát nước quá cái lặt đặt bưng nguyên cái ly nước nút vô nút vô thì cái đó không có tốt tại sao tại vì mình không nên để quá khát rồi mới uống nước và khi mình uống như vậy một cái lượng nước quá nhiều nó vô trong cái cơ thể của mình thì cái um, cái kidney cái thận á nó lại không có làm việc kịp thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái thận của mình nha anh chị cho nên anh chị nhớ là đừng bao giờ uống nước khi mình quá khát mà đừng bao giờ uống cạn một, một cái chai nút cái kiểu đó thì nó sẽ không có tốt cho mình ha cho nên có hồi đó nào cũng có làm á mình cứ nghĩ là nút viên hơi cho nó nhanh thì lúc đó mình uống á cái hồi mình cảm thấy nó bị đau anh chị nó bị nhói anh chị đây có ai bị vậy không nó bị nhói có nghĩa là mình biết là vấn đề là ngay cái thằng mình nó đang làm việc không có kịp á cho nên bây giờ mình uống nước là đừng có để cho khác nếu mà khi mà anh chị khác mình chị mới uống á là anh chị đã uống quá trẻ rồi cho nên mỗi mỗi ngày mình chờ chịu khó uống nước ha và cái đê thứ hai đó là cái đê mà nó giúp cho giống như mỗi người của mình nè à, có nhiều anh chị hỏi Lina là làm sao mà biết là cái cơ thể mình cần bao nhiêu nước thì mỗi một người á, cái 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 trọng lượng của cái cơ thể nó khác nhau. Chẳng hạn giống như Lina á, là Lina chỉ có 51 kg, 52 kg. Hồi xưa á, lúc mà Lina còn đi thi thể hình đi tập thể dục rất là nhiều á là mình chỉ có 45 kg thôi. Thì lúc mà 45 kg thì mình uống nước ít hơn là cái cái lúc mà bây giờ là mình 50 50 kg, 51 kg thì anh chị muốn biết anh chị muốn uống bao nhiêu nước á, thì anh chị chỉ cần lấy là 0.04 là ít nhất ha nhân cho cái à, trọng lượng của mình là nhiêu là lina là cho 51 kg đi phải không 51 là 12 kg đi phải không thì á, lina sẽ uống cỡ 2 lít nước 2.08 lít nước là cái đó là ít nhất lina cần phải uống và nếu mà mình muốn uống nhiều á nhiều nhất mình có thể uống á, là 0.07 nha anh chị cho nên ở đây á, anh chị nhớ là mình phải uống nước đúng cái cái trọng lượng của cái cơ thể của mình. Tại vì nếu mà anh chị uống ít á, thì cơ thể anh chị bị thiếu nước. Thì khi mà thiếu nước nó làm cho mình cũng rất là mệt mỏi. ha. Và cái D thứ ba á, là anh chị phải uống nước đúng vào cái thời điểm. Thì ở đây nó có bốn cái thời điểm để giúp cho anh chị uống nước. Thì cái được thời điểm thứ nhất á, là khi mà anh chị mới ngủ dậy khi mà anh chị mới ngủ dậy á um, cái này Lina khuyên rất là nhiều người mà Lina nghĩ cũng có nhiều người biết nhưng mà họ không có biết lý do tại sao họ làm thì tại sao mà khi mà mình thức dậy mình phải uống nước á trong cái lúc mình ngủ anh chị cái nước bọt của mình á nó có cái chất kiềm rất là nhiều thì cái chất kiềm đó đó nó giúp cho cái hệ thống tiêu hóa của mình tiêu hóa đồ ăn tại vì cái đó là xong rồi nó có những cái chất axit á thì khi mà sáng mình ngủ dậy á mình, mình uống một cỡ, một chai nước đó Anh chị lấy một cái ly cỡ 8 ao đi Hoặc là 200ml nước vậy đó Anh chị bưng một hơi, nút một cái cho nó xuống Nước ấm, nếu mà có nước ấm mà có chút xíu chanh này càng tốt làm sao hết à, Thanh lọc cơ thể Phải không? Thì lúc đó nó đẩy cái chất kềm vô Bắt đầu nó vô cái hệ um, bao tử của mình Nó tiêu hóa, nó giúp cho tiêu hóa ha Thì cái thời điểm tốt nhất là khi anh chị vừa ngủ thức dậy Là anh chị sẽ uống một cái ly nước đó Ok và qua cái thời điểm thứ hai á là anh chị uống nước á, là khi trước khi anh chị ăn 30 phút à, anh chị thấy người mỹ á, người ta không bao giờ vừa ăn vừa uống nước người việt nam mình có cái tật là vừa ăn vừa uống nước thì bây giờ mình muốn cái cơ thể của mình khỏe mạnh á thì anh chị hãy ăn cái tỷ như bây giờ mình 12 giờ mình ăn trưa đi thì mình biết vậy mình canh nửa tiếng trước khi giờ ăn trưa mình uống ly nước và sau khi mình ăn mình uống một ly nước đừng có vừa ăn mà vừa uống nước nó sẽ làm cho cái bao tử của mình nó khó tiêu quá anh chị khi à, mình ăn xong á, cái cái mà mình có thể làm á, ăn xong rồi đi đến răng thôi năm 10 15 phút sau rồi hãy uống ly nước và cái đó cái thời điểm thứ hai ha đừng có vừa ăn vừa uống người Việt Nam hay có cái câu vừa ăn vừa uống cái bụng nó bự đó ờ, cứ suy nghĩ như vậy đi sợ hỏi uống à, chị nào cũng sợ bụng bự hết anh nào cũng sợ bụng bự đó, đó. phải không rồi cái thời điểm mà à, cái thời điểm thứ ba đó là trước khi mình đi tắm. Trước khi anh chị đi tắm và sau khi anh chị đi tắm thì anh chị hãy nên uống nước. Cái lý do tại sao mà mình phải uống nước trước khi và sau khi mình đi tắm đó, à, anh chị có để ý khi mà mình vào bồn tắm mình tắm xong mình ra cái da mình nó rất là khô không? Mình không có cảm nhận là mình ra mồ hôi rất là nhiều. Thì thật ra là cái nó tót mồ hôi ra thì cái nước của mình nó mình mất cái lượng nước đó, thì mình cần phải bổ sung nước trước khi mình đi tắm và sau khi mình à, tắm ha và cái thời điểm thứ tư là cái thời điểm mà có nhiều người đó, người ta thường thường người ta bị mất ngủ ban đêm đó, thì người ta sẽ rất là khó chịu làm cái này thì lina Nà khuyên đó, thì mình nên làm cỡ một tiếng trước khi đó à, chẳng hạn giống như trước khi anh chị đi ngủ anh chị cũng uống một ly nước à, tại sao mình phải uống nước tại vì giống như lina nói từ lúc đầu đó là cái cơ thể của mình á là nó cần nước để đem dinh dưỡng nó vào trong cái tế bào. thì trong thời gian mà mình ngủ đó thì cái nước đó nó sẽ đem dinh dưỡng vô để nuôi cái cơ thể mình trong lúc mình đang ngủ. tại vì khi mình ngủ nhưng mà cái cơ thể mình nó đâu có ngủ đâu anh chị, nó vẫn làm việc, nó làm việc. cho nên có lý do tại sao mình phải thương cái cơ thể của mình. nó là một cái mà làm việc 24 trên 7 mà không bao giờ than phiền không bao giờ ghét bỏ mình, chỉ có mình ghét nó thôi chứ nó không ghét mình. <laughs> nhiều khi mình nhìn vô cái gương mình thấy mình mặc quá cái mình ghét mình, nhiều khi mình nhìn vô mình thấy cái mặt mình không được đẹp cái mình ghét mình, phải không? Nhưng mình tự mình ghét cái cơ thể mình thôi chứ thật ra cái cơ thể mình nó không bao giờ để ghét mình, nó không bao giờ nó nói là nó không thích mình, phải không? Cho nên á mình hãy thương cái người thương mình. Tại vì á cái người này nè, cái người này là cái người sẽ đi hết cuộc đời với anh chị. Không phải cha mẹ, không phải chồng con. Không phải là À, người yêu không phải bạn bè mà cơ thể của mình khi mà anh chị chăm sóc cái cơ thể của anh chị đầy đủ thì anh chị mới có được một cái cuộc sống à, gọi là đầy đủ cho nên sau này Lina sẽ là một cái băng á cho anh chị biết ba cái mà anh chị cần phải đầu tư là cái thứ nhất là cái đầu tư cái sức khỏe của anh chị khi mà anh chị có một cái sức khỏe tốt là anh chị giàu rồi đó còn nếu như mình không có sức khỏe đó là coi như một phần ba cái đầu tư kia của mình là không được không có cái sức khỏe có có thể là hai cái đầu tư kia mình cũng không có luôn cho nên luôn luôn chăm sóc sức khỏe của mình à, lina có bạn bé này là chuyên gia uống Starbucks nói mình gọi và mình nói em uống nước xong rồi lâu lâu nhắc em bây giờ uống nước đó nhắn tin vậy thôi đó nhắn tin cái sau này nó chụp cái hình Starbucks nó gửi qua đang uống Starbucks thì cái này là một cái thói quen anh chị cái thói quen là mình cứ mình làm việc quá nhiều và mình thích cái 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 vị ngọt của cái uh, so bắp đó thì bắt cái cà phê đó thì bắt đầu có là mình cứ mình uống rồi cái mình quên đi cái sức khỏe của mình cho nên ở đây lina khuyên ha tại vì hồi xưa bản thân của lina mình cũng làm neo mà cho nên lina biết đó, là nhiều khi mình làm neo á mình khắc, nghĩ là mình không có thời gian uống nước mình cứ nghĩ là mình vô mình uống nước rồi á hả ai làm cho khách rồi nhiều khi đang làm nửa chừng á rồi mất tiểu làm sao mà đi đó rồi mình cứ mình suy nghĩ như vậy cho nên á à, mình coi người, cái 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 người khách đó, đó quan trọng hơn cái cơ thể của mình nữa cho nên á nếu như mà anh chị thương cái cơ thể của anh chị á khách mà nó thương anh chị á thì nó muốn lần sau nó trở lại nó vẫn muốn có anh chị để làm làm cho nó thì mình á mình uống nước đi mà nếu mà mình cần đi tiểu thì mình cứ nói khách mày có thể nào chờ tao một phút được không nếu như mà bây giờ anh chị không có một phút để chăm sóc cái bản thân của anh chị vậy là anh chị đang sống dưới một cái vấn đề rất là lớn tại vì thật ra anh chị làm bao nhiêu mà anh chị không có sức không có thời gian cho bản thân mình vậy thì anh chị làm làm gì làm mà đến ăn không ăn đi tiểu mà cũng không dám đi tiểu nữa rồi đi cầu cũng không dám đi cầu nữa đó là lý do tại sao mà có nhiều chị bị bón rất là nặng phải không cho nên muốn giảm cân thì cũng phải có nước không có phải là cái thuốc nó bắt mình giảm uống nhiều nước không có đâu đi nào nói với mấy chị hoài à cơ thể của mình là nó cần phải có nước chỉ khi, khi mà người à, mình uống nước là tốt cho mình thôi còn mình không uống nước thì người mình nó rất là khô khen người anh chị biết Lina rất là thích đi cho máu mà từ thường đi cho máu á nó bắt mình uống nước dễ sợ uống luôn uống mấy ngày trước đó luôn xong rồi á hả trước khi trước khi đi vô cho máu nó bắt mình uống nữa mà anh chị cứ nghĩ coi mình ngồi đó mình bị nguyên cái kim nó đâm vô cái tay của mình á mình có đi tiểu được không đâu đi được đâu nhưng mà vẫn phải uống tại sao tại vì cái mục tiêu của mình là đi cho máu thì nó cần phải có nước thì bắt đầu máu nó 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 mới rút máu được thì bây giờ mình phải tuân thủ mình phải làm theo thì cái cơ thể của anh chị cái những cái này là những cái bắt buộc anh chị cần phải làm mỗi ngày điều đặn không có cho cái lý do cái không có lý do này lý do kia là không uống nước được tại vì nếu như mà anh chị thương cơ thể của anh chị á và nếu như anh chị thương những người xung quanh của anh chị á, Thì anh chị hãy chăm sóc sức khỏe của mình đi Tại vì không có cái gì quý báo hơn sức khỏe của mình hết Ok, thì Lina chỉ chia sẻ đến đây thôi à, Mong là anh chị có thể hiểu được Những cái bước và những cái cách uống nước cho đúng Để giúp cho cái cơ thể của mình được khỏe mạnh lên Ok, nếu anh chị không có hiểu cái gì Hoặc là anh chị muốn biết thêm Thì anh chị dẫn luôn luôn có thể nhắn tin cho Lina Và khi nhắn tin cho Lina thì làm ơn nói vào cái vấn đề là chị muốn cái gì anh muốn cái gì đừng có nhắn tin cho là nói em ơi em em khỏe không à, em ơi em cho anh hỏi cái này em ơi em à, cái này cái kia là Lina biết là Facebook hảo rồi đó là Lina nào xong trả lời đâu cứ nhắn tin vô hỏi thẳng luôn à, chị uống bao nhiêu ly nước đủ không em rồi trả lời liền là biết là chị coi cái băng của em rồi đó ok à, giờ chị ăn chị ăn cái này được không em tốt cho da của chị không em đó là là Lina biết cái người này mình nên nói chuyện còn những cái người khác là bỏ qua bên nha Ok, so, xin chào tất cả mọi người. Chúc cho mọi người cuối tuần thật là vui vẻ, ăn uống đầy đủ, cho đúng là lượng nước vào trong cơ thể của mình và chúc cho anh chị luôn luôn mạnh khỏe, bình an và tràn đầy năng lượng. Bye bye.